chào mọi người Duke đây. Hôm nay ta hãy cùng xem một anh chàng hacker có cuộc đời như thế nào nhé. Tại Đức, một hacker lò Benjamin đang ngồi trong phòng thẩm vấn. Anh biết tất cả các thông tin nhưng chỉ chấp nhận khai ra mọi chuyện với một nữ tình báo tên là Han. Cô là chỉ huy cấp cao của Cục An ninh mạng châu Âu. Bắt đầu câu chuyện, Benjamin quay về thời thơ ấu của mình. Khi còn nhỏ, anh ta là một đứa trẻ khó gần và quái gở. Bố anh đã ra đi trước khi anh ra đời. Bà nói rằng ký ức của bà là bố Benjamin bị đai trong chiến tranh. Còn mẹ của anh thì đã tự tử lúc anh vừa tròn 8 tuổi. Thế nên bà đã nuôi dạy anh từ khi còn nhỏ. Hồi nhỏ Benjamin có sở thích là ảo thuật và khi trở thành thiếu niên rồi anh thay đổi sở thích qua máy tính và hack. Trong mắt anh nó như ảo thuật đánh lừa dạy đó. Benjamin cực kỳ giỏi về những gì anh làm trên máy tính. Anh cảm giác như anh thuộc về thế giới ở đó chứ không như cuộc sống thực. Anh là kẻ vô dụng bất tài. Idol của Benjamin là hacker nổi tiếng MAX. Anh hay lạm dụng thuốc để tỉnh táo hơn. Tại thức khuya nhiều quá mà. Anh cũng học được 3 quy tắc của hacker. Một là điếu có hệ thống nào là không xâm nhập được, chỉ là có thích hay không thôi. Hai là luôn nhắm đến những điều chưa ai thực hiện được. Ba là luôn vui rẻ dù trên internet hay ngoài đời thực. Điều này là không thể với Benjamin. Vì anh ấy điếu có bạn bè ngoài đời thì sao có thể vui vẻ được. Anh chỉ có một công việc lúc làm lúc nghỉ, đó là đi giao bánh pizza. Một hôm anh giao bánh đến trường đại học, anh gặp thánh nữ Marie, người mà anh thầm thương trộm nhớ từ hồi trung học, nhưng ý ẹ cô ấy lại điếu nhớ Benjamin là ai. Cô đứng ra bảo vệ anh khi có lỗi sai lúc giao bánh. Anh cố gắng nói cảm ơn nha má, nhưng cô chỉ coi anh như kẻ lập dị. Thấy vậy Benjamin tuồn mẹ ra ngoài cho đỡ quê. Tuy nhiên trong lúc chạy lòi lòn ra ngoài, anh có nghe thoáng qua việc Marie đang bị deadline dí, học lẹ lẹ để chuẩn bị kỳ thi. Vì vậy anh ấy quyết định đột nhập vào trường đại học và hack máy tính chủ. Anh nghĩ mình làm vậy thì có thể gây ấn tượng với Marie. Đúng là con nhà nòi, anh làm dẹt dẹt phát một. Đã có tất cả câu trả lời cho bài thi. Nhưng Sukarna cái là bị bảo vệ bắt gặp. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, anh bị phạt phục vụ cộng đồng tại trước giờ chưa dính tiền án tiền sự nào cả. Trong khi dọn dẹp đường phố thì anh gặp được Mark, cũng là hacker và đang sửa chữa lỗi lầm. Mark rất ấn tượng bởi câu chuyện hack lò của anh nên Mark mời anh đến bữa tiệc của mình. Vào tối đó, anh tạm dự bữa tiệc và thế điếu nào anh lại gặp Marie ở đây, ý ẹ như duyên tiền định dậy. Mark đưa anh đến văn phòng riêng và giới thiệu Stefan với Paul. Hai người có vẻ khinh thường Benjamin nên muốn test kỹ năng của anh. Benjamin mở chiếc MacBook, viết vài dòng cốt rối não rồi nhấn Enter một cái, cả thành phố trở về thời đốt đèn dầu. Anh được nhận vào nhóm ngay cú Enter đó. Và điều đó cũng thu hút sự chú ý của cảnh sát, vì vậy Benjamin ấn cái nữa, mọi thứ trở lại bình thường. Sau đó chạy tụt lòn trốn tại nhà đó điếu phải của Mark. Ngựa ngựa mở lén lút dậy thôi. Trên đường ra họ tình cờ gặp Marie, cô nhận ra anh giao bánh pizza mà nói khùng nói điên. Không kịp hỏi gì hết thì cảnh sát ập vô nên mọi người phải chạy. Marie cuối cùng cũng nhận ra Benjamin là kẻ khùng điên ở thời trung học và nhanh chóng rời đi. Khi Benjamin trở về nhà, anh thấy cánh cửa mở và không thấy bà ở đâu hết. May mắn là anh tìm thấy bà đang nhảy múa trên đường. Và đây là dấu hiệu bà bị mắc Alzheimer nặng, bà cần vào viện dưỡng lão. Vài ngày sau, Mark tìm thấy Benjamin trên tàu điện. Anh nhắc nhở Benjamin nên tuân thủ quy tắc của MAX. Có nghĩa là Benjamin cần bắt đầu enjoy cái cuộc sống này. Điều tốt nhất cho hacker không phải lập trình mà là kỹ năng xã hội. Nói rồi Mark liền lấy chiếc hộp trong thùng rác cùng hóa đơn. Sau đó đến lấy hai chiếc bánh trong sự ngỡ ngàng của nhân viên. Đúng là không có việc gì khó, chỉ sợ da mặt không dày. Sau đó, họ gặp Paul và Stefan ở bãi đậu xe và tiện tay ăn cắp một cái hí hí. Chạy đến hội trường đang diễn ra sự kiện quan trọng chính trị, dùng tấm thẻ giả tự làm để lẻn vô. Ai ngờ vô được phát một. Benjamin tiếp cận máy tính chính và làm quần què gì đấy theo lời Mark, và làm kiểu như đang sửa lỗi gì đó. Kết nối mạng chung và bài thuyết trình đã bị thay đổi trong hội trường, làm ông Hitler cười ỉa. Nhiều người trong hội trường đã chú ý chiếc xe tải ở ngoài và đuổi theo nó. Nhóm Mark chạy lòi le để không bị quánh. Quay trở lại hiện tại, Han đang bắt đầu hỏi tại sao cô lại phải tin anh sái cổ về mọi thứ anh kể, khinh thường người khác và cái kết. Benjamin kể hết mọi thứ bí mật về cô mà anh có được thông qua hack máy tính Han. Lúc này Han trợn tròn mắt tin sái cổ, suýt rớt mẹ con mắt ra ngoài, ngồi nín thinh nghe tiếp câu chuyện. Sau trò đùa thành công hôm đó, nhóm chọn nhà Benjamin làm chi nhánh 2 để hoạt động. Trò đùa của họ đã viral trên mạng. Trong khi Paul không thích bị chú ý thì Mark rất thích nó và muốn được nổi tiếng như MAX. Vì vậy anh đã chọn mặt nạ chú hề và quay video up mạng thách thức Bolit. Benjamin đặt tên nhóm là Clay, viết tắt của Cloud Laughing at You. Có nghĩa là chú hề đang cười vờ lờ vào mặt bạn. Và từ đó trở đi Clay sẽ làm tất cả mọi trò đùa hacker lỏ.
biến biểu đồ chứng khoán thành hình ngón phắc khiến em gái dẫn chương trình chết lặng tại chỗ, hay hắc ánh sáng của tòa nhà thành các dòng chữ đe dọa này nọ. Họ không coi trọng sức khỏe và thường xuyên lạm dụng thuốc kích thích thần kinh. Và những việc đùa này khiến nhóm Clay nổi như cồn trên mạng. Họ càng ngày càng cháy. Vào chiều nọ, đang giỡn ở siêu thị thì Benjamin gặp lại em gái Phũ. Muốn chào hỏi vài câu nhưng lại rất ngại. Mark nhìn thấy thì chê anh ta nhát gái, hãy xem anh thể hiện. Tiến lên và bắt chuyện với Marie làm Benjamin há hốc miệng thèm thuồng. Bên cạnh đó thì Mark muốn sự chấp thuận từ MAX nhưng MAX không thừa nhận sự thành công của họ. Đó là khoảng thời gian mà chính phủ Đức hợp tác với Han và đặc vụ Martin. Họ nói đã có một vài cuộc tấn công quan trọng vào hệ thống chính phủ, mà Han nghĩ do FA-13NDS làm. Đó là nhóm Mafia Nga rất nguy hiểm, cô ấy đã từng theo dõi trong 3 năm. Trong khi đó thì nhóm Clay tham gia cuộc thi trên đài phát thanh và giành được chiếc Porsche. Họ lái vòng quanh phố và chở gái về nhà để tiệc tùng ấy ấy. Tuy nhiên Benjamin không ngừng suy nghĩ về Marie và quyết định lái chiếc xe hịn đi tìm Marie. Tìm thấy cô tại một bữa tiệc và cố gây chú ý bằng chiếc xe hịn. Sau khi nói chuyện xàm xàm về kỳ thi của Marie, tưởng ngon ăn nên Benjamin quyết định kiss cô miếng. Nhưng vậy thì quá nhanh, mất giá con gái nên Marie xách lòn bỏ đi. Benjamin cố gắng chạy theo cô ấy thì bị bạn của Marie cảnh cáo điếu được đi theo Marie. Sáng hôm nhau, cả nhóm ngỡ ngàng ngơ ngác khi thấy tin nhắn từ MAX đang cười nhạo họ. Vì các thông tin của Han đưa ra nói nhóm Clay là vô hại, điếu có gì phải lăng ló. Điều này làm Mark tức đến phát điên. Anh đang cố gây ấn tượng với MAX mà như này thì hỏng bố nó rồi. Benjamin này ra ý tưởng họ nên hack tòa nhà C trừ không hình BND, Cục Tình báo Trung ương Đức. Đây là mục tiêu khó nhất của họ. Họ bắt đầu làm bằng cách đi theo chiếc xe tải chở rác tài liệu của BND, lục tung lờ để kiếm gì đó có ích. Sau nửa ngày trời tìm kiếm, họ tìm thấy tấm thiệp sinh nhật có viết địa chỉ email của người làm trong Cục Tình báo. Với người khác đó chỉ là tờ giấy chùi đít, nhưng với họ đó là chìa khóa để xâm nhập vào Cục Tình báo. Họ gửi hình mồn lèo dễ thương cộng đường link, một khi người bên kia ấn vào là họ có thể truy cập được máy tính tổng. Thế đéo nào người bên kia ấn cái dẹt tại mồn lèo cute quá mà. Dùng mail để làm giấy thông hành cho 4 người để đột nhập vào tòa nhà chính. Đúng là vào cửa chính nhìn mấy anh sang hẳn. Họ chia ra hành động, Paul thì lo bên an ninh, Stefan xóa video đột nhập. Benjamin chịu trách nhiệm hack chính. Dẹt dẹt cái một, không ngờ lần này lại dễ đến thế. Họ rời đi và máy in bắt đầu in hàng loạt tờ có hình nhóm Clay và dòng chữ nhóm Clay đã đến đây quẩy tung lờ. Đêm đó, nhóm đến club để ăn mừng, đang quẩy lòi lờ thì Benjamin lại gặp Marie. Má, chỗ quẩy nào cũng có ả dậy. Benjamin cuối cùng cũng đủ tự tin để đến gần và quẩy cùng Marie. Ai ngờ lại thấy cảnh Marie với Mã đang trao nhau những cục đờm béo ngậy. Đau đớn và gục ngã, Benjamin cong đít chạy về nhà và thấy Mark đứng ngoài cửa xin lỗi thì anh bảo cút miệng mày đi. Đúng là hảo bạn thân, có phúc cùng hưởng có bồ cùng chia. Mark nhắc nhở Benjamin chẳng là cái đéo gì nếu không có nhóm Mark. Nhưng nhóm Mark đâu biết rằng Benjamin có đoạn thông tin mật bữa đi đánh cắp mà chưa cho ai biết. Thế là Benjamin đưa đoạn thông tin đó cho MAX coi như quà ra mắt. Sáng hôm sau Cục Tình báo đã phát hiện ra trò đùa này, đây là nỗi nhục nhã lớn nhất từ trước đến giờ. Và đặc vụ xâm nhập vào FA-13NDS đã bị đai. Giữa cái chất này và những thông tin bị lộ kia thì Han đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Trong khi đó nhóm Mark tới nhà Benjamin và quánh nhau oan tà la văn. Họ dừng lại khi thấy thời sự chiếu tin tức mới nhất, điệp viên Hai Mang đã bị giết vì thông tin đánh cắp ở máy chủ BND đã tiết lộ cho FA-13NDS. Và MAX đã đổ hết mọi tội lỗi lên nhóm Clay. Bây giờ họ đang bị chính phủ điều tra về hàng loạt tội danh. Bây giờ nhóm Clay sợ ỉa ra quần. Stefan muốn rời đi trong khi Mark muốn Benjamin đi đầu thú và nhận mọi tội danh vì tất cả đều do Benjamin mà ra. Nhưng Paul nói đừng hy sinh bất kỳ ai, đều là anh em cả. Benjamin nói họ nên tố giác MAX và tổ chức FA-13NDS. Làm vậy thì họ sẽ không bị sao vì mình chỉ là hạt cát nhỏ bé. Đúng lúc này thì Marie gõ cửa tại thấy lo cho Benjamin và giải thích vụ hôn tối qua. Làm rồi thì giải thích cái đóe gì đồ gái hư và ước gì chưa từng gặp Marie và đuổi cô ta đi. Nhóm Clay hợp lực đi tìm MAX, họ ra thư viện công cộng để giấu địa chỉ IP của mình. Nhưng bên Han đã lục ra địa chỉ của Clay. Nhanh hơn dự kiến, Benjamin được cấp quyền truy cập vào kênh MAX. MAX chào đón Ben và tặng anh một tập tin với công việc tiếp theo. Benjamin tải xuống nhanh chóng và rời đi trừ nhóm Han đang chạy lòi lờ đến bắt. Núp dưới bàn và trốn thoát được. Nhìn có hèn không cơ chứ. Han không thể bắt được nhóm Clay nên tạm bị đình chỉ. Công việc mà MAX giao cho Benjamin là đột nhập vào hệ thống chính phủ châu Âu. Họ chấp nhận làm điều đó là vạch trần MAX, họ sẽ cài bẫy vào virus kép. Chỉ cần MAX click vào nhiệm vụ thì danh tính anh ta sẽ bại lộ.
Max xin lỗi Benjamin về mọi thứ và thừa nhận anh ta không biết bất cứ điều gì về máy tính, anh ta chỉ giỏi cái mồm. Sau đó nhóm quyết định đến trụ sở chính bên châu Âu để nghiên cứu. Như u là trời, bên này chặt chẽ vãi, xe rác còn được đổ trong tòa nhà an toàn, không một ai rơi vào bẫy mèo nữa. Tất cả các lối vào đều bị khóa, kể cả cái cống rãnh, nó còn làm Max hư móng neo. Sắp bỏ cuộc tới nơi, chuẩn bị rời đi thì Benjamin thấy một người rời khỏi tòa nhà nhưng bị rơi mẹ cái thẻ ra vào xuống đất. Thời tới, Benjamin lụm lẹ, nhưng khá phân vân đắn đó khi lôi kéo người làm việc trong chính phủ vào chuyện này. Vì vậy, anh đợi mọi người ngủ say, đóng giả thành người khách hồi nãy nài nỉ bảo vệ cho vào để tìm cái ví bị mất. Bảo vệ cho anh 2 phút để tìm, anh đã truy cập được vào mạng của trụ sở chính. Sáng hôm sau, Benjamin gặp MAX ở căn cứ bí mật và đưa cho anh ta thông tin chính phủ châu Âu. Nhưng MAX đâu có ngu, biết tổng kế hoạch của Clay và kích hoạt trên máy tính của Benjamin. Nhìn tao đi con đỉ. Ngay lập tức có một nhóm cướp người Nga tìm thấy Benjamin và đuổi anh chạy lòi le. Benjamin cố cứu bản thân, trốn trong hầm cống, nhờ ông bà gánh còng lưng anh may mắn thoát chết, nhưng lũ bạn của anh thì không. Anh về lại khách sạn và thấy họ đã nghèo hết. Sau khi nhặt viên đạn lên, anh gọi cho cảnh sát và yêu cầu Han phỏng vấn mình. Đây là cảnh đầu phim chúng ta thấy. Anh ước rằng mình được vô hình một lần nữa để khỏi chết hu hu, sợ tụt lon. Vì vậy anh ấy sẽ tìm ra MAX nếu Han đồng ý bảo vệ mình. Trong khi Han gọi cho cấp trên để thỏa thuận thì Benjamin hồi tưởng lại đêm hôm qua nói chuyện với Marie. Cô cảm ơn anh đã giúp mình trong kỳ thi. Benjamin cũng đề nghị cô trốn chạy cùng mình. Martin đến và khuyên Han đừng tin thằng lon đó, tại nghe câu chuyện nó cứ cấn cấn thế nào ý. Nhưng Han thuyết phục rằng chỉ có mình Benjamin mới hạ gục được MAX và FA-13NDS thôi, tìm ra ai là thủ phạm thực sự. Benjamin được cấp một chiếc máy tính để đăng nhập vào Darknet và giả vờ là MAX. Nói MAX làm việc cho chính phủ hay mang bán thông tin của các hacker. MAX chịu hỏng bổi nên đã lột bỏ mặt nạ. Qua đó thân phận thực sự đã bị lộ, chỉ 5 phút sau FBI đã ập đến và tóm cổ hắn. Hóa ra tên này chỉ 19 tuổi, đúng là tuổi trẻ tài cao, nhưng đợt này đi bóc lịch dài dài. Vui vãi ở vì thành công này, Han thông báo với Benjamin rằng anh sẽ có được danh tính mới. Cô để ý cái tay có một lỗ giống bị đinh đâm, Han nhớ lại tất cả các lỗ hổng trong câu chuyện của Benjamin, cô quyết định điều tra thêm bắt đầu tại nhà của Ben. Cô tìm thấy nhiều hộp thuốc kích thích thần kinh, sau đó cô gặp Marie để hỏi thêm nhưng Marie lại phủ nhận việc mình đã gặp Benjamin và gọi anh ta là kẻ điên. Cuối cùng cô đến gặp bác sĩ phụ trách bà của Benjamin. Cô biết được anh lớn lên trong hoàn cảnh éo le. Mẹ Benjamin tự tử vì bị rối loạn đa nhân cách. Bà ấy cũng dùng thuốc kích thích thần kinh nhiều nên mới dẫn đến việc như vậy. Sau các bài kiểm tra trong phòng phỏng vấn, Han xác nhận viên đạn mà Benjamin mang đến đó là ký ức chiến tranh của bà anh. Và điếu có thi thể nào cả, Mark, Paul, Stefan chưa bao giờ tồn tại, đó đều là các tính cách của Benjamin. Anh tự làm tất cả các vụ hack, vết thương dưới cống cũng là tay anh. Benjamin không tin mình giống như mẹ và bắt đầu phát điên hỏi rằng mình thực sự là ai. Han nói rằng người rối loạn đa nhân cách sẽ không được bảo vệ như nhân chứng bình thường. Anh sợ hãi mình sẽ bị tổ chức FA-13NDS giết vì anh đã bị lộ mặt. Benjamin suy sụp tinh thần. Điều đó làm Han thương hại anh và cho anh cơ hội cuối cùng. Trên đường tới tòa án, Han cho Benjamin quyền truy cập vào máy tính của chính phủ và xóa sạch mọi danh tính của mình và tạo cho mình một danh tính trắng tinh như Ngọc Trinh. Benjamin được thả và đã lột xác ngoại hình của mình. Anh rời khỏi đất nước trên con tàu, nơi anh gặp Marie, Mark, Paul, Stefan. Thì ra anh ấy không bị đa nhân cách mà đây chỉ là kế hoạch để lừa Han.sau. Khi thoát khỏi những tên cướp Nga, anh về khách sạn và thông báo với đám bạn, hãy rời xa anh vì anh là mối nguy hiểm. Nhưng nhóm Clay đâu có từ bỏ ai, họ quyết định phải lừa Han. Họ biết rằng người rối loạn đa nhân cách không được bảo vệ nhân chứng. Thiết lập mọi chuyện có lỗ hổng có mục đích, họ làm bàn tay Benjamin có vết thương để chắc ăn hơn. Và lấy lại viên đạn của bà anh ấy. Khi vào mạng thông tin chính phủ, Benjamin không viết tên của mình dưới sự bảo vệ nhân chứng, anh ấy thực sự đã xóa tất cả thông tin của mình và của bạn bè. Vì vậy bây giờ họ có thể bắt đầu một cuộc sống mới trong khi thực sự vô hình. Trong khi đó cuộc họp báo của Martin thông báo thành công. Han nhận ra cô ấy đã bị lừa nhưng vẫn mỉm cười với chính mình. Cô ấy nghĩ Benjamin nói đúng, con cá lớn nhất đã bị bắt và cô ấy đã lấy lại vị trí của mình một lần nữa. Và đó là toàn bộ nội dung ngày hôm nay. Anh em nhớ like với đăng ký kênh Du Cây Review nhé.